Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình phông nền với lại React.js cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 17 thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cách mà xử lý sự kiện ở trong làng React. Thì trên một cái trang giao diện của một cái ứng dụng, ví dụ như là một cái ứng dụng web, một cái ứng dụng mobile app hoặc là một cái ứng dụng desktop application, thì người dùng thì thường người ta sẽ có những cái hành vi như là click vào button, ví dụ một cái hình ảnh nào đó hoặc là kéo thả một cái phần tử nào đó ở trên trang giao diện người dùng. Thì để xử lý được các hành vi này của người dùng thì chúng ta cần phải có một cái cách nào đó để chúng ta bắt được các sự kiện. Sau đó thì chúng ta sẽ đi trigger, chúng ta sẽ gọi các hàm để mà xử lý tương ứng với các sự kiện này. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở trong cái thằng React nó xử lý với các sự kiện như thế nào. Thì để mà tìm hiểu về cái phần xử lý sự kiện này thì các bạn có thể vô cái trang react.js.org. Rồi các bạn vô cái mục main set, rồi các bạn vô cái mục handling event này. Thì ở đây thì nó có giải thích là việc xử lý sự kiện với lại các phần tử ở trong React thì nó cũng giống như là xử lý các sự kiện với lại các phần tử ở trên DOM. Thì ở đây thì nó có một cái số cái khác biệt mà nó nêu ra ở đây. Thì thứ nhất là nó có nêu ra là tên các sự kiện thì thường thường là người ta sẽ sử dụng cái kiểu là call một cây. Rồi cái thứ hai là với lại cái kiểu JSX thì các bạn có thể truyền vô một cái function như là cái hàm xử lý sự kiện thay cho một cái chuỗi nào đó. Thì ví dụ ở đây thì nó có so sánh cái xử lý sự kiện ở trên cái thằng HTML DOM này. Đó. Còn ở đây thì nó là trong thằng React này. Đó, thì đây là cách xử lý ở trong thằng React này. Đó, ví dụ như thì ở bữa trước thì ở trong cái bài 16 thì tôi có hướng dẫn các bạn làm cái demo tạo ra cái function counter và tôi có cái button click me này. Đó, thì đây là một cái cách mà xử lý sự kiện mà tôi đã demo cho các bạn này. Đó, thì ở đây có cái button click me này. Đó, thì bữa trước đây là cái demo bữa trước này. Đó, thì ở đây là một cái arrow function. Ngoài ra thì nếu mà trong cái sự kiện này các bạn có nhiều cái xử lý phức tạp khác nhau thì các bạn có thể đưa cái function này ra ngoài và gọi. Ví dụ như tôi sẽ tạo ra một cái function ở bên ngoài như sau. Ví dụ như tôi sẽ có cái function update count đi. Và tôi sẽ Đó, tôi sẽ tạo ra một cái function update count này cũng bằng cái kiểu arrow function này và tôi sẽ gọi cái hàm set count ở đây này. Đó chẳng hạn, rồi bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ gọi cái hàm update count ở trong cái sự kiện onNick của cái button này. Đó. Rồi bây giờ chẳng hạn như tôi nick cho say này. Rồi bây giờ tôi nên trình duyệt và tôi test lại này. Chẳng hạn như tôi refresh này. Rồi bây giờ tôi nick cho cái button nick me này. Đó, thì cái kết quả nó cũng tương tự như là cái bữa trước ở buổi 16 mà tôi đã demo cho các bạn. Thì đây là một cái demo đơn giản, xử lý một cái sự kiện đơn giản thôi. Thì ở ngoài thực tế thì nó sẽ có nhiều cái sự kiện phức tạp và chúng ta cần phải xử lý như là chúng ta khi mà nick một cái button save ở trên một cái form chẳng hạn thì chúng ta cần phải submit data xuống phần API ở backend và sau đó chúng ta phải lưu lại cho database vân vân này. Rồi hoặc là một số cái sự kiện phức tạp như là khi mà chúng ta nick cho email thì để nó cho nó zoom lên cái email này chẳng hạn. Đó. Hoặc là sự kiện kéo thả một cái phần tử nào đó ở trên UI chẳng hạn. Đó. Thì những cái đấy là những cái sự kiện phức tạp. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể xem các video ở các khóa học nâng cao khác của tôi. Thì cái phần xử lý sự kiện này thì về lý thuyết thì nó không có gì là đặc biệt cả. Thì các bạn phải vô đây và đọc và tìm hiểu thêm. Thì hôm nay là cái buổi 17 trong cái khóa học lập trình phông nền với lại React.js cơ bản của tôi. Đó, thì đây là buổi cuối cùng ở trong cái buổi trong cái chương 2 các khái niệm và các tính năng cơ bản ở trong hàng React này. Thì ngoài ra thì ở trong cái trang react.js.org này thì nó còn có một số cái khái niệm khác như là conditional rendering. Thì cái conditional rendering này thì cái khái niệm của nó thì cũng chỉ đơn giản là giống như là cái mấy cái câu lệnh điều khiển, mấy câu lệnh đẽ nhánh như là if else
ở trong các khóa học cơ bản của các ngôn ngữ lập trình như là Java hoặc là JavaScript vân vân. Đó thì cái khái niệm này cũng đơn giản thôi, thì các bạn có thể vô đây và tìm hiểu này. Tiếp theo là ở đây thì có cái mục Nick and Key. Thì cái phần này thì nó cũng chỉ đơn giản là cái cách mà để thằng React nó nạp qua các danh sách phần tử. Thì ở trong các ngôn ngữ lập trình cơ bản thì các thì chúng ta thường thường có các sử dụng các cấu trúc nạp như là for rồi for each do while vân vân. Thì trong thằng React này thì nó có cái hàm map để mà nạp qua các phần tử, thì các bạn có thể tự vô đây và tìm hiểu. Đó thì tương tự mấy cái khái niệm còn lại thì nó cũng đơn giản thôi, thì các bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm. Thì trong cái khóa học lập trình front-end với lại React JS cơ bản này thì tôi đã giải thích cho các bạn các khái niệm chính rồi. Đó thì mấy cái khái niệm khác thì nó cũng đơn giản thôi, thì các bạn phải vô đây và tìm hiểu thêm. Ngoài ra thì nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về React thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học lập trình front-end với lại React Bootstrap, Material UI, Docker và RESTful API này của tôi. Thì trong cái khóa học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyên sâu hơn về sử dụng cái thằng React. Đó. Đó, thì hôm nay là nội dung của bài 17 thì tôi xin kết thúc ở tại đây. Đó, hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo.